Đêm nay là đêm vô cùng quan trọng. Tôi sự tin là tiếng hò reo của tất cả các fan hâm mộ ngày hôm nay đã minh chứng cho một cái hành trình yêu thương của tất cả quý vị dành cho ca sĩ Hùng Hà suốt 20 năm vừa qua, đúng không ạ? Và đó là một trong số những con số vô cùng đặc biệt mà chúng tôi cũng mong muốn dành cho tất cả quý vị những ấn phẩm, những tuyệt vời nhất với những cái sản phẩm nghệ thuật của chị Hà trong đêm nay. Dạ. Dạ vâng. Quý vị thân mến, trước khi chúng ta đến với những phần đặc biệt tiếp theo thì Trâm Vinh Sự xin phép được thông báo với tất cả quý vị. Đêm nay chúng ta sẽ cùng với nhau tạo ra những cái điều kỳ diệu nhất. Đó chính là cùng nhau để đón xem MV Cây Đèn Thần của nữ ca sĩ Hồng Hà. Ủa bây giờ mấy giờ rồi ta? Dạ, 7 giờ, 7:25 ạ. Ok. Vâng. Tối nay mấy giờ sẽ lên sóng ạ? 8 giờ. Đúng 8 giờ, cho nên là chúng ta sẽ làm sao đúng kịp 8 giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xem MV ngay tại đây luôn quý vị nhé. Và mọi người ơi, hiện tại thì cái chỗ này nó khá là rộng, cho nên là những khách VIP mà ngồi hơi xa, mà ngồi xa thì thường là ít có tuổi. Nhưng mà thực ra ở trên này thì mặc dù có tuổi nhưng mà mắt em cũng rất là rõ đấy ạ. Nhìn ở tận góc tất cả mọi người, ai không quẩy chết thì em tối nay. Chờ đến đây quý vị đó, đó thấy không, bắt đầu ngồi xa. Vâng ạ, thế bây giờ mình làm nóng sân khấu đó chị Hà. Em không biết là cái lý do vì sao, bởi vì là ekip của chúng ta đã tung ra cái hình rất là nhiều lần rồi, nhưng tại sao đêm nay là một cái ngày quan trọng mà chị mong muốn giới thiệu đến với tất cả mọi người MV Cây Đèn Thần này ạ? Thực ra là điều gì xảy ra có lý do của nó, cho nên mọi người cũng biết là nếu mà những, chắc là mọi người ở đây là người, toàn là những người quen của Hà rồi, thì cũng biết là Cây Đèn Thần đã được tung hình từ tháng 9. Mà bây giờ đến tận sinh nhật mới gọi là được ra mắt. Thôi thì mình nghĩ rằng là đứa bé mà nào mà được ấp ủ lâu ấy thì lớn lên nó sẽ khỏe mạnh hơn bình thường. Dạ vâng, còn nói gì nữa. Cho nên là top 1. Top 1. Nói chung là chị nói thật với em là chị sao cũng được. Cái đường quan trọng nhất là một lát nữa hy vọng là Hà được nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của fan của Hà cũng như tất cả khách mời. Khi mà coi MV lần này. Vậy thì trước khi mà xem MV chính thức, ngồi mình tới đây chút nào. Không chị, bây giờ mình coi luôn. Bây giờ mình sẽ coi luôn hai cái teaser. Dạ vâng, còn MV thì đúng 8 giờ mới coi. Quý vị thân mến, để cho tất cả chúng ta cùng hâm nóng lại cái hành trình trước khi bước vào MV chính thức, thì xin mời quý vị cùng xem lại hai teaser, hai cái hình vô cùng ấn tượng của tất cả chúng ta vào tối hôm nay được không ạ? Xin mời ạ. Chào mấy cái em của chị. Nhất mà chúng tôi đã giới thiệu rồi, nhưng Minh Sự nghĩ rằng là chị Hà cũng muốn giới thiệu thêm những nhân vật đặc biệt nữa của mình ở trên sân khấu. Nhưng mà phải nói rằng là hành trình vừa qua chị Hà 20 năm của chị rồi, chị đã làm rất là nhiều thứ rồi, rất nhiều album, rất nhiều những cái đêm live show lớp song của mình, rất nhiều sự kiện, đặc biệt là khóa thân, rất nhiều hình ảnh nữa. Thế thì tối ngày hôm nay tụi em cũng rất là trông đợi chị sẽ làm điều gì ấn tượng tiếp theo nữa đây ạ. Đây cũng sẽ là một trong những câu hỏi mà nhận được rất là nhiều. Ý là chị ở trong nghề 20 năm rồi, lâu lắm rồi mà sao làm hoài, làm mãi vậy? Cái này Hà nói thật với mọi người, cũng có những lúc nghệ sĩ như bọn Hà cũng bị hơi tắc nghẽn một chút cái suy nghĩ. Nhưng mà Hà được một cái luôn luôn mong ước được làm việc cùng với những bạn trẻ và những ekip mà tất cả các bạn chuyên nghiệp, để các bạn có thể từ xa nhìn vào xem là ước gì chị Hà làm cái này, ước gì chị Hà làm cái kia, thì Hà sẽ cùng bắt tay với các bạn để làm. Và trong với EP nói chung và MV Cây Đèn Thần lần này, Hà sẽ không thể nào, không bao giờ 20 năm, 40 năm nữa Hà cũng không có làm được cái này đâu. Bởi vì nếu mà không có tất cả những người em thân thiết và những người bạn trẻ bắt tay vào làm chung với Hà thì điều đó sẽ không được xảy ra. Vì thế mà người đầu tiên mà Hà muốn nhắc đến đó là một trong những người đạo diễn gọi là Triệu View Mắt Thầy. Hàng đầu Việt Nam quý vị. Rồi, một người em mà luôn luôn chiều hết tất cả những gì mà Hà mong muốn, đó là đạo diễn Đinh Hà Minh Thư nè. Rồi sau đó là hai người em cũng vô cùng thân thiết với Hà và luôn luôn muốn sáng tạo những điều mới mẻ dành cho Hà, đó chính là nhà thiết kế Lâm Gia Khang. Và một người em cũng rất đáng yêu nữa, đó chính là giám đốc sáng tạo Alex Fox. Hai người em này cùng với một đội ngũ gồm có em Võ Anh Duy và đặc biệt là rất là nhiều local brand, các nhà thiết kế Việt Nam đã bắt tay vào với Hà để làm cho Hà có một cái hình ảnh mới mẻ trong MV lần này. Nhiều lắm, một lát nữa các bạn coi thì các bạn biết. Nhưng tất cả sẽ không thể nào
nếu như không có cha đẻ của cái bài hát này là một bạn mà đã từng viết là và em đã biết sẽ không thể nào để đỡ đời anh ra đó. Thì khi mà Hằng nghe cái bài đó là nói trời ơi sao mà ai mà dễ thương điệu như thế này. À, mình muốn đúng điệu giống vậy đó hả? Không, không. Mình muốn cái idea đó cho nên là Hà đã gặp gỡ với đội ngũ của S-Hook và trong đó có Chí Minh nè, rồi có bạn Quốc Cấp nè, rồi có cả anh Dương K. Nói chung là rất là nhiều các bạn trẻ đã cùng ngồi xuống để cho ra được những đứa bé đúng ý của tất cả mọi người nhất. Rồi. Ừ, và tất cả mọi thứ vọng về ở đằng sau chúng tôi. Hãy vỗ tay thật lớn cho ekip của ông. Xin mọi người vỗ tay thật lớn cho những người vô cùng quan trọng của các em ơi. Sự nỗ lực và cống hiến của tất cả những thành viên trên ekip ở trên sân khấu này. Dạ. Cảm ơn hai em rất nhiều. Thank you so much. Cảm ơn em. Các mời chị Hà ngồi luôn ạ. Bởi vì mọi người có thấy đội hình bằng trai xinh gái đẹp không ạ? Còn chờ gì nữa mà không vỗ tay cho chúng tôi một cái được không ạ? Dạ đúng rồi, nó sẽ cao ra 1 phút nữa chứ mình cứ dơ lên nhé. Bây giờ mình dơ lên mình chụp hình mình nghe chứ chụp nha. Chụp nha. 1, 2, 3, yeah. Yeah. Ít nhất là cũng được 500 view trong tối này. Có tay hết không ạ? Không kịp nữa. Vâng ạ. Quý vị thân mến, quý vị đang xem trực tuyến của chúng tôi thì ạ. Bởi vì lần đầu tiên trong lịch sử ra mắt MV có cùng nhau. Đây đây đây. Nhanh lên quý vị ơi, nhanh lên quý vị ơi. Yeah. Lần đầu tiên một nghệ sĩ tự cày view một cách lộ liễu để gọi cái cho mẹ cày luôn. Quý vị ơi, sắp diễn ra, sắp diễn ra rồi quý vị ơi. Mọi người cày cho em share cho em phần lát nữa em diễn lần đầu tiên bài cây đèn thần trên sân khấu luôn nha. Mặc dù chưa thuộc rồi đấy á. Và make up trang điểm của bạn Huyền lên. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã rất là chịu khổ cùng với Hà. Dạ em đây. Em xong rồi chị ơi, em ở dưới sân khấu chị ơi, em đó chị ơi. Okay. Dạ vâng, em sẽ thay mặt chị Hồng Hà sẽ phỏng vấn theo một vài cách coi đặc biệt của chị trong đêm nay một tí xíu. Dạ Minh Sù đang đứng cạnh Lê Thúy Đỗ An và cả Lan Khuê nữa. Chắc là quý vị em nghĩ lại là họ đẹp quá thì không cần ngại gì dành cho họ một tràng tay đẹp lớn được không ạ? Nè Mai ơi. Dạ, xin mở phạm thoại với cái đèn dầu của mình. Rồi, phía bên anh nữa, trời ai cũng cao, xinh đẹp quá. Thì bây giờ trước mắt là hội Mai Ngô. Em cũng là một trong số những người rất là chỉnh chu và cầu toàn với hình ảnh của riêng cá nhân của mình, đặc biệt là rất là thời trang nữa. Thế lần này không biết là có một cái điểm chạm gì đó của riêng em với cái tác phẩm của chị Hồng Hà hay không? It's my call! Mai Ngô xin chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Ngày hôm nay Mai Ngô rất là vui khi mà vinh dự được chị Hà mời đến đây và là một trong những người đầu tiên xem cái tác phẩm mà chị ấp ủ cả năm nay. Thì đối với chị Hà thì đối với Mai nghĩ đây là sẽ là sản phẩm gọi là best hit của chị trong năm nay. Thì được coi trên màn hình lớn thì Mai thấy là thật sự một từ thôi đó chính là mãn nhãn. Và thật sự là bây giờ trong đầu của Mai á, có rất là nhiều cái idea để suy nghĩ cho cái video biến hình trên nhạc của chị Hà. Và Mai nghĩ đây cũng là một cái cách để mà support cho nhạc của chị viral hơn. Đồng ý ạ. Sẵn đây Mai Ngô có nói thì chúng tôi cũng xin phép được bật mí luôn. Từ ekip là chúng tôi cũng đã có sẵn sàng những cái challenge dành cho tất cả mọi người để sáng tạo nội dung trên nền tảng mạng xã hội. Và Mai ơi, biết đâu em cũng sẽ đăng ký tham gia. Đó chính là cái challenge nhảy và biến hình với tác phẩm cây đèn thần này của chị Hồ Ngọc Hà. Chúc
chúng ta sẽ có 100 bạn đăng ký đầu tiên và tham gia hợp lệ nha. Thì chúng ta sẽ có những cái giải thưởng hấp dẫn khác và chúng tôi sẽ công bố giải thưởng đó trên fanpage của nữ ca sĩ Hồ Hà. Còn tiếp theo, Phạm Hỏi. Xin chào tất cả mọi người, ngày hôm nay rất là vui khi mà được chị Hà mời đến đây tham gia ra mắt MV này. Và chắc là em phải nói một câu này đi. Sắp tới nếu như có bất kỳ một chương trình hoa hậu nào đang chuẩn bị tổ chức, em nghĩ rằng là phải mời ngay chị Hà đến. Bởi vì em tin bài này là quắc lủng sàng, xuất sắc thật sự, và em cũng vậy luôn. Quả này bây giờ em về đường chung cư nhà em đã quắc lủng sàng cái chỗ lủng đường chung cư nhà em luôn, bởi vì nó hay quá. Mình nghe một cái luôn, mình cảm nhận được cái nhạc nó trong người nó máu lên. Thật sự là lâu lắm rồi em không catwalk, nhưng mà có lẽ ngày hôm nay, sau ngày hôm nay chắc chắn sẽ có một bài catwalk. Catwalk từ đường gọi như là từ quận nhất ra quận 7. Wow, thật sự rất hay. Và em nghĩ rằng là đây cũng là một trong những cái bài hát rất hot từ bây giờ đến cuối năm. Em tin là chị Hà cũng phải gọi như là catwalk, gọi như là mỏi chân trên các cái sàn, gọi như là mời chị Hà đi diễn á. Vâng, xuất sắc. Còn nói gì nữa em, chúng tôi không có gì ngoài âm nhạc của bài này mở lên cho Phạm Hoài cùng với những người đẹp khát luôn luôn được không ạ? Ok, music lên. Phạm Hoài không đâu đó, đâu có đâu. Ba người đẹp luôn. Content lên em. Yo. Anh cứ tốt với em như vậy, thấu hiểu em như vậy. Chưa một ai kịp nhớ ra anh. Tim em cũng giống như cây đèn thần, em mang trôn vùi mơ anh đi. Baby, em sớm gì vì anh thì em chẳng biết điều gì với cái MV cây đèn thần của chị Hồ Hà. Khi mà xài những các cái bước đầu tiên trong nhạc của cây đèn thần thì em cảm thấy là wow. Đây thực sự là một bài hát rất chiến để mình có thể đi kết vóc. Và em nghĩ là ngày mai mình sẽ phải làm ngay một clip. Dạ vâng, chúng tôi chờ đợi nhé. Ngay cái sao này trên TikTok. Đồng ý ạ. Và một lần nữa chúng tôi rất là cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã đến đây ủng hộ cho chị Hồ. Xin mời các bạn, chúng ta sẽ về vị trí phía dưới, bởi vì là sẽ có những cái tiết mục rất bùng nổ tiếp theo nữa. Cảm ơn Phạm Hoài, cảm ơn Vĩ Phương Anh. Cảm ơn rất là nhiều. Quý vị thân mến, hôm nay thì giống như chị Hà có chia sẻ, tại vì thật sự phải nói rằng là tình cảm dành cho toàn bộ ekip thì chị Hà cũng sẽ không thể nhớ được hết, bởi vì rất là đông tất cả các anh em, các thành viên đã đồng hành cùng với sản phẩm lần này của chị Hà. Cho nên là chúng tôi rất là mong cái khoảnh khắc này trên sân khấu sẽ là những cái điều trân trọng nhất, mà thay mặt cho chị Hồ Ngọc Hà sẽ gửi lời cảm ơn đến với các quý đối tác và các thành viên trong ekip của mình. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu những nhân vật sau đây. Xin được mời quay trở lại. Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí Mật VBIT. Chúc các bạn những ngày tốt lành.